cho rằng Nhật Bản và Mỹ đang coi thường mình về các vấn đề Đài Loan, Tân Cương và Hồng Kông. Trung Quốc lên tiếng cảnh báo liên minh Mỹ-Nhật không được làm tổn hại đến Bắc Kinh. Trong khi đó, Nga tổ chức tập trận quân sự với cả Ấn Độ và Trung Quốc. Một động thái bất ngờ, Nga khen tình báo Mỹ giỏi nhất thế giới. Còn tại Đông Nam Á, phe đối lập Malaysia biểu tình trước tòa nhà Quốc hội, yêu cầu thủ tướng từ chức. Thái Lan mua tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ. Các thông tin đáng chú ý khác, các ông lớn công nghệ Trung Quốc đổ tiền vận động chính phủ Mỹ. Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ công dân Canada Ngô Diệt Phàm vì cáo buộc lạm dụng phụ nữ. Liên Hiệp Quốc ủng hộ những kế hoạch ưu tiên của Libya trong ổn định tình hình đất nước. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Quý vị đang đến với FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, mới đây đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, ông Khổng Huyễn Hữu, cảnh báo liên minh giữa Tokyo và Washington không được làm tổn hại lợi ích của Bắc Kinh. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh thái độ coi thường của Nhật Bản đối với các vấn đề Đài Loan, Tân Cương và Hồng Kông trong những ngày gần đây đã làm xáo trộn nghiêm trọng quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản. Vì vậy, ông cho rằng nước Nhật nên có các bước đi thiết thực để thể hiện thiện chí của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời đại sứ Bắc Kinh tại Nhật Bản Khổng Huyễn Hữu cho biết, thái độ coi thường của Nhật Bản đối với các vấn đề Đài Loan, Tân Cương và Hồng Kông đặc biệt rõ ràng vào những ngày gần đây, và điều đó đã làm xáo trộn nghiêm trọng quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản. Qua đó, ông Khổng cảnh báo liên minh giữa Tokyo và Washington không được làm tổn hại lợi ích của Bắc Kinh. Các phát biểu này được ông Khổng đưa ra tại một cuộc diễn đàn do Hiệp hội Học thuật Quốc tế về Cộng đồng Châu Á tổ chức vào ngày 30 tháng 7. Theo một phát ngôn viên của quân khu phía nam SMD của Nga, nước này vẫn tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi cả hai đồng minh chủ chốt của Moscow vẫn vướng vào tranh chấp biên giới. Các binh sĩ Ấn Độ hôm 1 tháng 8 đã đến Nga để tham gia cuộc tập trận Indra 2021 ở vùng Volgograd, một phát ngôn viên của quân khu phía nam SMD của Nga nói với các phóng viên hôm Chủ nhật. Khi đến nơi, những người lính Ấn Độ tiến đến trại dã chiến nằm tại khu vực SMD Bruboy ở vùng Volgograd. Indra 2021 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 8 và có sự tham gia của 250 binh sĩ từ các sư đoàn sử dụng súng trường, xe tăng và pháo binh, cùng 250 binh sĩ Ấn Độ. Hơn 100 khí tài quân sự sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận. Cuộc tập trận sẽ tập trung vào chống khủng bố. Trong cuộc tập trận này, hai đội quân sẽ có nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù giả định trong một khu định cư được xây dựng đặc biệt với 3 đường phố và 50 tòa nhà dân cư, cũng như một số mục tiêu di động khác. Nga và Trung Quốc cũng sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung Interaction 2021 với sự tham gia của khoảng 10.000 người do Trung Quốc tổ chức vào giữa tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào tháng 7 vừa qua. Và cũng liên quan đến Nga thì mới đây Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga SVR Sergei Naryshkin đánh giá Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA là một trong những cơ quan tình báo giỏi nhất thế giới. Phát biểu này được ông Naryshkin đưa ra trong buổi trả lời phỏng vấn với kênh YouTube Solovyov Live được phát một phần qua kênh truyền hình Russia vào ngày 1 tháng 8 vừa qua. Trong buổi trả lời phỏng vấn với kênh YouTube Solovyov Live được phát một phần qua kênh truyền hình Russia 1 vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga SVR Sergei Naryshkin khẳng định luôn phải dành sự tôn trọng cho đồng nghiệp, đối tác và đối thủ làm việc tại Cơ quan Tình báo Mỹ CIA. Ông nói, tôi đã từng nói vậy và bây giờ xin nhắc lại một lần nữa. CIA nằm trong số ít thuộc 5 hoặc thậm chí 3 cơ quan tình báo giỏi nhất thế giới và SVR cũng nằm trong số này. Theo người đứng đầu SVR, Nga tôn trọng CIA cả về kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên lẫn khả năng phân tích. Tình báo Nga nhận thức rõ được những điểm mạnh của CIA và của cả Nga. Riêng về tài chính, nguồn ngân sách của CIA gấp hàng chục lần so với SRV, nhưng không thể lấy ngân sách để phân hạng, bởi trong hoạt động tình báo, điều quan trọng nhất là chiến thắng bằng khả năng, chứ không phải bằng các con số. Trước đó, trong bài phát biểu trước Cộng đồng Tình báo Mỹ hôm 27 tháng 7, Tổng thống Joe Biden khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ giỏi hơn tình báo Nga, và đây là điều khiến cho Tổng thống Vladimir Putin lo ngại. Mới đây, các nhà lập pháp đối lập của Malaysia đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại tòa nhà Quốc hội của nước này để yêu cầu Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức sau khi ông trì hoãn phiên họp đặc biệt của Quốc hội khóa 14 trong ngày 2 tháng 8, trong khi kế hoạch triệu tập phiên họp Thượng viện từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 cũng sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Các nhà lập pháp đối lập của Malaysia đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa tại tòa nhà Quốc hội của nước này
để yêu cầu Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức. Trước đó, ông Muhyiddin đã lấy lý do đại dịch diễn biến phức tạp để trì hoãn phiên họp đặc biệt của Quốc hội khóa 14 trong ngày 2 tháng 8, trong khi kế hoạch triệu tập phiên họp Thượng viện từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 cũng sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, phe đối lập gọi đây là một động thái có động cơ chính trị nhằm ngăn chặn bất kỳ thách thức nào đối với sự lãnh đạo của ông. Các nhà lập pháp đối lập đã tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội vào hôm thứ Hai, tuy nhiên đã bị cảnh sát chặn lại. 107 nhà lập pháp đối lập đã đoàn kết yêu cầu Thủ tướng từ chức vì cho rằng ông đi ngược lại với hiến pháp và sắc lệnh của nhà vua, đồng thời ngăn cản các nhà lập pháp thực hiện nhiệm vụ của họ. Malaysia đã ở trong tình trạng xáo trộn chính trị kể từ khi cựu Thủ tướng Mahathir bin Mohamad từ chức bất ngờ vào năm ngoái, dẫn đến việc ông Muhyiddin lên nắm quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định phê duyệt bán cho quân đội Hoàng gia Thái Lan RTA 300 tên lửa Javelin FGM-148, 50 bộ điều khiển CLU, cùng gói hỗ trợ đồng bộ về hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo liên quan, ước tính 83,5 triệu đô la. Số vũ khí chống tăng này sẽ thay thế các súng không giật 106mm đã lỗi thời, cho phép RTA hiện đại hóa khả năng chống tăng và tăng cường khả năng tương tác với quân đội Mỹ trong các chiến dịch, các cuộc diễn tập và huấn luyện. Đây là thương vụ vũ khí thứ tư của Thái Lan được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt kể từ đầu năm 2017. Các nhà thầu chính là liên doanh Raytheon Lockheed Martin Javelin ở Orlando, Florida và Tucson, Arizona. Do Thái Lan là một đối tác chiến lược, thương vụ này sẽ đóng góp vào chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia Mỹ bằng cách nâng cao năng lực trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Thái Lan để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, cải thiện an ninh của một đồng minh lớn không thuộc NATO ở Đông Nam Á. Đề xuất bán thiết bị và hỗ trợ này sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực, không có tác động bất lợi nào đối với quốc phòng Mỹ. Vào ngày 2 tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi mối đe dọa nhằm vào an ninh của nước này trong bối cảnh Mỹ, Israel và Anh cáo buộc Tehran có liên quan đến vụ một tàu chở dầu do Israel quản lý bị tấn công ở biển Ả Rập, ngoài khơi bờ biển Oman vào tuần trước. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatizadeh nêu rõ, Iran không do dự trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia và sẽ nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ mọi mối đe dọa. Ông Khatizadeh lấy làm tiếc về những cáo buộc mà ông cho là vô căn cứ mà Bộ Ngoại giao Anh và Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra nhằm vào Tehran, trong khi Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho rằng Tehran là trốn tránh trách nhiệm liên quan đến vụ tấn công này. Đáp lại, Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc. Chuyển sang một thông tin về kinh tế, theo Nikkei, các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei và Biden đang rót nhiều tiền hơn để vận động hành lang của chính phủ Mỹ trong quý 2 so với quý 1. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa giữ vừa bỏ các chính sách khác nhau của người tiền nhiệm Donald Trump nhằm vào doanh nghiệp Trung Quốc. Với Huawei, khoản chi phản ánh cuộc khủng hoảng mà công ty đang gánh chịu khi chính quyền ông Biden mở rộng lệnh cấm của ông Trump. Theo kế hoạch hạ tầng của ông Biden, Huawei bị loại bỏ khỏi gói chi tiêu băng trọng trị giá 65 tỷ đô la Mỹ. Không lâu sau khi ông Biden thắng cử Tổng thống Mỹ, giám đốc công nghệ Huawei bày tỏ hy vọng quan hệ tốt hơn với Mỹ dưới thời tân Tổng thống. Tháng 5, Phó Chủ tịch cấp cao Huawei Vincent Peng mời chính quyền mới đối thoại. Có rất ít bằng chứng cho thấy cuộc đối thoại có thể diễn ra, tuy nhiên chi phí vận động cao hơn nhiều của Huawei, hơn 1 triệu đô la Mỹ trong quý 2 so với gần 200.000 đô la Mỹ trong quý 1, cho thấy gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc vẫn tiếp tục lạc quan. Mới đây, nam ca sĩ Ngô Diệt Phàm, tên tiếng Anh là Chris Wu, 31 tuổi, một trong những ngôi sao giải trí hàng đầu Trung Quốc bị cảnh sát Bắc Kinh tạm giam để điều tra về nghi vấn lạm dụng nhiều cô gái trẻ, trong đó có thể có nạn nhân 14 tuổi, cùng với việc tạm giam Ngô Diệt Phàm. Cảnh sát Bắc Kinh tiếp tục điều tra anh này và các đồng sự về nhiều tội danh khác. Anh Ngô Diệt Phàm sinh ra ở Trung Quốc, mang quốc tịch Canada, anh từng hoạt động tại Hàn Quốc với tư cách là thành viên nhóm nhạc EXO. Năm 2014, Ngô Diệt Phàm quay về Trung Quốc hoạt động với tư cách diễn viên ca sĩ. Trước khi vấp phải cáo buộc này, anh từng thuộc top 4 ngôi sao nam có nhiều người hâm mộ nhất Trung Quốc. Đến nay, anh vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, văn phòng công ty và hãng luật đại diện cho anh đều không phản hồi báo chí. Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh cũng chưa có phát ngôn gì về vấn đề này. Đây không chỉ là bê bối đời tư mà có khả năng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải trả giá bằng án tù và sự quay lưng và thất vọng của người hâm mộ.
Vừa qua, bà Maria Edipora, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức, kêu gọi Belarus tôn trọng các quyền tự do cơ bản của công dân sau khi một vận động viên marathon người Belarus từ chối lên chuyến bay ở Tokyo và xin tị nạn. Chúng tôi đã nhiều lần chỉ trích cách đối xử của xã hội dân sự ở Belarus, đó là quấy rối, bắt bớ và đe dọa các phương tiện truyền thông độc lập. Chúng tôi lên án mạnh mẽ điều này. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà chức trách ở Belarus tôn trọng các quyền dân chủ cơ bản, bao gồm quyền tự do truyền thông, tự do báo chí và tự do ngôn luận, và điều này áp dụng cho mọi công dân Belarus và tất nhiên cho các vận động viên thể thao. Vận động viên Belarus Kristina Tsimonokaya tham dự cự ly 200m nữ ở môn marathon. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị thi đấu, huấn luyện viên đội điền kinh Belarus đã yêu cầu cô sẽ phải thi đấu thêm một nội dung tiếp sức 4x400m. Đây là điều khó hiểu vì hai nội dung này hoàn toàn khác nhau về cách tập luyện và thi đấu. Bản thân của Kristina cũng chưa từng thi đấu nội dung này bao giờ. Ngay lập tức, cô từ chối thi đấu và bày tỏ sự bực bội trên trang cá nhân của mình. Chưa dừng lại ở đó, cô còn cho biết một số vận động viên khác của đội điền kinh Belarus vẫn chưa đủ tư cách thi đấu do chưa thực hiện đủ số lần kiểm tra doping theo quy định. Sau đó, cô đã bị huấn luyện viên và lãnh đạo loại khỏi đội hình thi đấu, yêu cầu rời khỏi Olympic. Cô đã từ chối về nước và xin tị nạn Đại sứ quán Ba Lan ở Tokyo. Vừa qua, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Libya Khaled Mazen tại thủ đô Tripoli của Libya, trợ lý tổng thư ký kiêm điều phối viên phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya UNSMIL, Resident Zenega, đã khẳng định sự ủng hộ của phái bộ đối với các ưu tiên của Bộ Nội vụ Libya. Trong cuộc gặp, hai quan chức đã thảo luận về những ưu tiên cũng như những bước tiến mà Bộ Nội vụ Libya đã đạt được về an ninh bầu cử, tái thiết cơ sở hạ tầng cũng như việc thành lập lực lượng cảnh sát chung để hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Ông Zeninga đã hoan nghênh vai trò của Bộ Nội vụ Libya trong việc mở lại tuyến đường ven biển nối phần phía Tây từ biên giới Tunisia đến Ai Cập ở phía Đông, vốn bị đóng cửa trong khoảng 2 năm do giao tranh ác liệt tại Libya. Quan chức này cũng khẳng định sự ủng hộ của UNSMIL đối với việc thúc đẩy các ưu tiên của Bộ Nội vụ Libya. Chuyển sang một số thông tin về đại dịch COVID-19, mới đây, đặc khu trưởng Hồng Kông bà Carrie Lam cho biết, các nhân viên làm việc trong chính phủ chưa được tiêm chủng, cũng như các nhân viên giáo dục và y tế sẽ sớm phải trả tiền cho các xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Tính đến nay, Hồng Kông đã có 56 ngày không ghi nhận bất kỳ ca mắc COVID-19 cộng đồng nào. Và cuộc sống gần như đã trở lại bình thường, tuy nhiên, một số hạn chế vẫn được áp dụng, trong đó có việc yêu cầu tất cả du khách nước ngoài buộc phải cách ly tại khách sạn khi vừa đến đặc khu. Ban đầu, các nhà chức trách không hài lòng với việc tiêm chủng chậm chạp, tuy nhiên sau đó tiến trình này đã được cải thiện đi khá nhiều, một phần cũng nhờ vào sự góp sức của các doanh nghiệp khi tung ra nhiều ưu đãi khuyến khích người dân, trong đó có việc treo giải thưởng xổ số là một căn hộ trị giá $1 triệu. Bà Lam cho biết thêm, chính phủ cũng đang cân nhắc việc mở rộng các trung tâm tiêm chủng miễn phí thêm một tháng cho đến cuối tháng 10. Đến nay, khoảng 1/3 dân số Hồng Kông đã được tiêm đủ 2 liều và một nửa đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Vào tháng 7, chính phủ Anh đã quyết định duy trì các quy tắc cách ly đối với những khách du lịch đã tiêm vaccine từ Pháp, ngay cả khi họ loại bỏ yêu cầu đối với những du khách đến từ các quốc gia khác nằm trong danh sách màu hổ phách, tức là những quốc gia có tình hình dịch bệnh thấp, với lý do lo ngại về các trường hợp của biến thể Beta đang hoành hành tại nước Pháp. Và điều này đã khiến cho du khách Pháp đến Anh cảm thấy phiền lòng vì yêu cầu cách ly 10 ngày. Ông Alan Jordan và vợ đã đến London vào chiều thứ Hai 2 tháng 8 để gặp các con, cho biết việc phải tự cách ly trong 10 ngày, làm các bài kiểm tra PCR và điền tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết là vô cùng khó khăn. Chúng tôi đến Anh để gặp lại các con mình. Tôi đã không gặp chúng kể từ Giáng sinh năm 2019. Các thủ tục khi nhập cảnh vào Anh lúc này cực kỳ khó khăn. Đó là điều hoàn toàn vô lý. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clement Bowles, cho biết quyết định kiểm dịch khắc khe này của Anh không dựa trên cơ sở khoa học. Còn tại Đức, học sinh ở một số bang của nước này đã trở lại trường học vào ngày thứ Hai 2 tháng 8, làm dấy lên hy vọng về việc học sinh trên cả nước sẽ sớm đến trường trong tương lai không xa.
Với lần trở lại này, học sinh và giáo viên phải đối mặt với những hạn chế trong quy định kiểm dịch, cùng với sự không chắc chắn về lịch học kể từ khi Đức ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào tháng 2, 2020. Trong phần lớn năm học vừa qua, học sinh bị buộc phải học ở nhà, học sinh vẫn sẽ phải đeo khẩu trang trong lớp học, hành lang và không gian xung quanh trường đã được ngăn cách để hạn chế tiếp xúc. Tính đến ngày 2 tháng 8, số ca nhiễm của Đức đã tăng 847 người so với ngày hôm trước, nâng tổng số lên hơn 3,77 triệu ca. Số người tử vong là hơn 91.600 người. Một bếp ăn cộng đồng vô cùng đặc biệt đã được mở tại thủ đô Mexico City với mục đích làm khơi dậy niềm tự hào cho những công dân LGBT đang phải đối mặt với sự định kiến xã hội cũng như tình trạng bạo lực tại quốc gia này. Được đặt tên là Manos Amigos, bếp ăn được đặt ở giữa trung tâm thành phố nhằm đảm bảo một không gian an toàn ở nơi mà sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT vẫn còn phổ biến. Bếp ăn này được thành lập không chỉ phản đối những định kiến xã hội, mà còn là một nơi an toàn để mọi người có thể đến. Hầu hết các tổ chức LGBT sẽ mở những quán bar hay câu lạc bộ khiêu vũ dành cho đồng tính nam, nhưng chúng tôi muốn tạo ra không gian hơn thế nữa, đó là một trung tâm văn hóa, một bếp ăn. Người dân địa phương dù thuộc bất kỳ bản dạng giới hay có khuynh hướng tình dục nào đều có thể thưởng thức bữa ăn ấm áp cũng như buổi biểu diễn tuyệt vời của những Red Green. Bên cạnh đó, tại đây còn có những không gian khác như thư viện, nhà hát, phòng trưng bày nghệ thuật. Người quản lý Manos Amigos chia sẻ mọi thứ được xây dựng nhằm tạo ra một không gian an toàn để cộng đồng LGBT lưu trú. Có rất nhiều người trong cộng đồng LGBT đang sống trong điều kiện rất tồi tệ và đây là một cách để giúp đỡ họ, nhất là trong thời kỳ đại dịch như hiện nay. Nhiều người không có thu nhập và vì vậy bếp ăn cộng đồng này có thể hỗ trợ cho họ những bữa ăn thường ngày. Hiện nay, mặc dù hơn một nửa số bang của Mexico đã công nhận hôn nhân đồng tính và áp dụng chống phân biệt đối xử, nhưng những người LGBT lại không được tiếp cận các quyền đó một cách đồng đều. Theo nghiên cứu gần đây của Foundation Arcos Creek, một tổ chức ủng hộ quyền LGBT, hơn 60% phụ nữ chuyển giới từng là nạn nhân của bạo lực. Trong khi đó, gần 40% nam giới đồng tính và phụ nữ chuyển giới cho biết họ cần phải xét nghiệm HIV như một yêu cầu để nhận việc. Với thực trạng như hiện nay, Manos Amigos hy vọng rằng bếp ăn dành cho người LGBT đầu tiên ở thủ đô sẽ giúp phá bỏ những rào cản mà cộng đồng này còn phải gánh chịu giữa xã hội còn nhiều định kiến như ở Mexico. Truyền thông địa phương đưa tin một trận lũ quét mới đây đã bất ngờ xuất hiện ở thành phố Seda, Tây Nam, bang Utah, Mỹ. Sau khi những trận mưa lớn ập xuống khu vực trong suốt một giờ đồng hồ, theo giới chức địa phương ghi nhận, hiện tượng thời tiết cực đoan này đã khiến nhiều nơi của thành phố chìm trong biển nước. Hình ảnh từ video được hãng Reuters đăng tải cho thấy người dân cũng như lực lượng an ninh địa phương đã phải dùng những bao cát để xây dựng một bức tường thành ngăn chặn dòng nước chảy ra từ miệng cống. Trong khi đó, giới chuyên gia dự báo sẽ có thêm những trận mưa lớn xuất hiện tại khu vực này. Giới chức địa phương cho biết các lực lượng vũ trang Colombia đã phát hiện và giải cứu gần 100 động vật hoang dã như puma, khỉ mũ mặt trắng Panama hay rùa Borosinis hispanica khỏi chợ đen ở nước này vào cuối tuần trước. Hiện những con vật này đã được chuyển đến ngôi nhà mới tại khu bảo tồn thiên nhiên Primavera ở tỉnh Vichada, một vùng đồng bằng xa xôi của phía đông đất nước giáp với Venezuela. Colombia thường được biết đến là một trong những quốc gia có sự đa dạng sinh học bậc nhất thế giới và cũng là nơi sinh sống của khoảng 10% động thực vật trên toàn cầu. Điều này đã khiến Colombia trở thành điểm thu hút rất lớn đối với những kẻ buôn bán động vật bất hợp pháp. Một chú heo vòi Mã Lai ở vườn thú San Antonio ở bang Texas, Mỹ tên là Cruz mới đây đã bước sang tuổi 30. Nhân dịp trọng đại này, nó đã được chiêu đãi rất nhiều dưa hấu, một món ăn khoái khẩu của nó. Một đoạn video của hãng Reuters đăng tải cho thấy Cruz đã vô cùng thích thú và nhai lấy nhai để những quả dưa hấu. Theo quản lý vườn thú San Antonio, Cruz hiện là con heo vòi được già nhất ở các cơ sở thuộc Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung Mỹ. Đồng thời, nó cũng là một trong những cá thể già nhất thế giới của loài động vật này. Heo vòi Mã Lai là loài thú có hình dáng giống lợn rừng nhưng kích thước lớn hơn và có cái mõm dài như cái vòi.
Chúng có chiều dài 1,8 đến 2,4 mét, cao 0,9 đến 1,1 mét, với trọng lượng trung bình khoảng 250 đến 320 kg. Môi trường sinh sống tự nhiên của loài động vật này chủ yếu là ở các khu rừng mưa Đông Nam Á như Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Theo giới chuyên gia, lợn voi hiện đang bị tác động xấu về sự phá rừng cũng như các hoạt động định cư của con người. Mới đây, vườn thú Bauswell ở miền trung nước Pháp vui mừng báo tin gấu mẹ Huan Huan đang sống tại đây đã sinh hai cá thể gấu trúc con. Lúc mới sinh, hai con gấu trúc có màu hồng và đuôi dài nhỏ, không tương xứng với tỷ lệ cơ thể. Trông chúng không hề giống với những con gấu trúc trưởng thành có màu lông đen, trắng điển hình. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời khi hai cá thể gấu trúc con chào đời. Lần cuối cùng chúng tôi được chứng kiến thời khắc giống như vậy là 4 năm trước. Một trong hai đứa trẻ đã không qua khỏi. Hiện tại, chúng tôi có hai đứa trẻ kháo khỉnh. Gấu trúc sinh con là điều vô cùng hiếm, một công đoạn giao phối giống của loài này nổi tiếng khó khăn. Gấu mẹ Huan Huan sinh hai con vào ngày 2 tháng 8 trong sự cổ vũ của đội ngũ nhân viên vườn thú. Hiện các bác sĩ thú y chưa xác định được giới tính của chúng, chỉ biết cân nặng của hai con rơi vào khoảng 145 gram. Gấu mẹ Huan Huan cùng gấu đực Zhuangzi đến Pháp vào năm 2012, theo một hợp đồng mượn từ Trung Quốc. Sự xuất hiện của chúng vào thời điểm đó được ca ngợi như một dấu hiệu cho thấy quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Paris và Bắc Kinh. Một vườn thú tại Mexico mới đây đã vô cùng hân hoan chào đón một cá thể mới của loài hà mã, một loài vật được xác định là dễ bị tổn thương, với số lượng quần thể ở châu Phi bị giảm đáng kể do nạn săn trộm để lấy trăng ngà, cũng như môi trường sinh sống trong tự nhiên bị đe dọa. Mẹ của nó là Tammy và bố của nó là Tatufo. Chúng tôi ước tính nó sẽ ra đời vào ngày 2 tháng 7 vì hoạt động giao phối cuối cùng diễn ra vào ngày 2 tháng 11 năm ngoái. Đó là một cá sinh non. Chúng tôi rất mừng vì sự xuất hiện của cá thể mới này. Quản lý vườn thú cho biết cá thể hà mã con 1 tháng tuổi này đã nặng khoảng 50 kg và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Hà mã mẹ Tammy luôn chăm sóc và không bao giờ rời quá xa nó. Hiện giới tính của con vật này vẫn chưa được tiết lộ. Hà mã là loài động vật trên cạn nặng thứ 3 thế giới. Một cá thể trưởng thành của loài này có thể nặng tới 3 tấn. Môi trường của chúng là các con sông, hồ và đầm lầy trong rừng ngập mặn Tây Phi. Hà mã thích sống về đêm và ban ngày chúng thích được nghỉ ngơi dưới làn nước. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những sinh vật hung hăng và nguy hiểm nhất thế giới, đặc biệt là đối với những kẻ xâm phạm lãnh thổ và động đến con cái của chúng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.